Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị dự án hai căn nhà. Cụ thể nó rất là gần với bến xe Nghĩa mọi người ạ. Từ vị trí căn nhà này nó mà đi ra từ bến xe Nghĩa thì nó chỉ khoảng tầm 800m thôi. Nhà này 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, có thể dọn đồ về và ở ngay đúng theo hiện trạng. Hỗ trợ ngân hàng vay tới 80% giá trị của cái ngôi nhà này. Cụ thể cái căn nhà này thì nó là thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người nha. Với đường ngõ trước nhà cụ thể đây. Cách với đường ô tô nó chỉ khoảng tầm 10m thôi mọi người ạ. Cách đúng một nhà là ra tới đường ô tô. Còn ở đây thì có hai căn nhà, Ngọc Ánh sẽ quay một căn cho quý vị. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Với cái phần thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt, sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính mọi người nha. Đây, kính cường lực. Mời người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này thì giá chào bán hiện tại của chủ nhà đang là 2 tỷ 450 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Thì như quý vị nhìn thấy với cái phần phòng khách này, chủ nhà có thiết kế tặng luôn cho mình một cái ốp PVC và ở đây là cái kệ để tivi. Với cái thiết kế ở tầng 1 thì hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng âm trần, quạt trần mọi người ạ. Từ vị trí cái căn nhà này ra tới đường ô tô như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rất là gần, gần với bến xe Nghĩa, gần với trường Đại học Đại Nam. Với vị trí căn nhà này mà nó cách với trường Đại học Đại Nam thì nó chỉ phạm vi bán kính cũng chỉ khoảng tầm 800m thôi mọi người ạ. Rất là gần với lại chợ Xóm, gần với lại cái trục đường Ba La Bông Đỏ, đi lại giao thông rất là thuận tiện. Giá chào bán thì cũng khá là hài hòa với cái ngôi nhà 5 tầng ở cái khu vực này. Đây chính là cái phần phòng khách Ngọc Ánh muốn chia sẻ. Và ở cái phần cách ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì có một cái vách gỗ PVC. Cái vách gỗ ở đây mọi người có thể nhìn thực tế ở đây này. Nó là cái kệ trang trí thôi nhưng mà cũng để được ít đồ lặt vặt đó. Và với cái ngôi nhà này thì mọi người có thể nhìn theo thửa đất, nó là chữ L mọi người nha. Nó không vuông hẳn như là một số cái video mà Ngọc Ánh quay bởi vì cái thửa đất nó là như vậy. Ở đây có một cái ô cửa sổ nữa để hướng ra cái phần ngõ của ngôi nhà. Nó rất là thoáng, cửa sổ mở ra được mọi người nha. Đấy. Và phần tầng 1 của ngôi nhà tiếp theo còn cái phần phòng bếp. Đây. Phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Gỗ thì là tủ gỗ công nghiệp mọi người ạ. Với cái hai màu, tông màu trắng và tông màu nâu cũng rất là nổi bật. Cái phụ kiện đi kèm được lắp đặt đầy đủ rồi, chậu rửa, vòi rửa và cái kệ úp bát. Với cái căn nhà này ấy, thì sổ đỏ chính chủ rồi, bàn giao nhà được luôn. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ. Ngoài cái phần phòng khách và phòng bếp ở phía dưới tầng 1 thì ở đây có một cái phòng vệ sinh nho nhỏ nữa, đáp ứng cho quý vị đầy đủ cái công năng bồn rửa tay cũng như là cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái phần tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là cụ thể cái vị trí đường ngõ căn nhà này là hướng là Đông Nam. Ngoài ra thì còn có một căn đối diện nó là hướng Tây Bắc mọi người nha. Nếu như quý vị nào mà đang tìm hướng Tây Bắc hoặc tìm hướng Đông Nam thì hai căn nhà này rất đáng để cho quý vị cân nhắc. Mời người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nhé. Phía trên tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Thì đây là cái phần phòng ngủ của ngôi nhà mọi người nha. Đây, cái phần phòng ngủ này thì được lát toàn bộ là sàn gỗ. Cửa đây, cửa trước, cửa vào bên này, hướng ra ngõ này. Hướng nhà này Đông Nam thì rất là mát. Với cái phòng ngủ này thì được chủ nhà thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led, rèm cửa. Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Đó. Cũng hoàn thiện lên cái khá là chỉn chu, trần phào, tranh. Cái này thực ra nó là giấy dán tường Hàn Quốc thôi mọi người nha. Nhưng mà cái độ bền như Ngọc Ánh biết thì nó khoảng tầm 5 đến 7 năm. Quan trọng là tất cả những cái dự án mà Ngọc Ánh bán đều sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn. Và tất cả pháp lý đều rất là rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng mọi người ạ. Đây, cửa phòng ngủ và cửa phòng vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía bên ngoài tầng 2. Đây nha. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây. Cũng khá là rộng mọi người ạ. Đây, toàn bộ cái phòng vệ sinh này đều được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần này. Hệ thống sen tắm này, quạt hút mùi này. Đó, được lắp đặt và thiết kế đầy đủ rồi.
phù hợp với cái công năng sử dụng theo từng tầng của mọi người. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhá. Tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế nó tương tự như tầng 2 thôi mọi người ạ. Cho nên là khi mà quay xong cái tầng 3 này thì Ngọc Ánh sẽ mời mọi người lên trên phía tầng 5 để tham khảo luôn nha. Bởi vì là Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, cái ngôi nhà này tầng 2, tầng 3 và tầng 4 mỗi tầng thiết kế một phòng ngủ giống hệt nhau. Đấy. Phòng nào cũng vậy, được thiết kế rất là chỉn chu. Mỗi một phòng một bức tranh khác nhau. Đây, rèm cửa lắp rồi, mọi người chỉ việc đấy xách vali quần áo về ở. Rồi là tất cả các phòng thì đều được thiết kế cái ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đầy đủ rồi. Cái căn phòng ngủ này cũng rất là rộng mọi người ạ. Đó, chỉ là cái thửa đất của nó không phải là thửa đất vuông, nó là chữ L, cho nên là mọi người có thể tưởng tượng ra Ngọc Ánh quay video và chia sẻ bốn góc nhà như thế nào đấy. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Mỗi một tầng thì là đều đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng chuẩn chỉnh bồn cầu, vòi rửa, rồi là sen tắm. Mời mọi theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nhá. Khi mà vừa bước chân lên trên phía tầng 5 này mọi người ạ, ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thì đây là cái phần để máy giặt. Đây, đây là phần để máy giặt, đây là cái phần để sân phơi. Ngoài kia là sân phơi và đây là phòng thờ. Đó, khu dân cư ở đây thì rất là đông đúc, đi xung quanh gặp tràn tiện ích, chợ trường phường trạm cấp 1, cấp 2, tiểu học, đại học, cao đẳng đủ cả mọi người ạ. Đó, cụ thể ngồi xin nhắc lại với mọi người, với cái căn nhà này 30m xây 5 tầng, đây là cái phần sân phơi, diện tích của nó là 30m và hướng nhà là hướng đông nam. Ngoài ra ở cụm này thì có một cái căn hướng tây bắc, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.